Em Karina Reyes, 17 tuổi, bắt đầu mê say khi nhìn thấy cây kèn trombone. Em đoán là do âm thanh, cảm giác khi chạm vào nó, và cái bề ngoài của cây kèn, và con gái thường ít chơi loại nhạc cụ này. Trong thời gian 5 năm vừa qua, Reyes đã tham gia một chương trình nhạc miễn phí có tên là dự án Harmony. Mục tiêu ban đầu của chương trình là để giúp các em sống trong những khu nghèo khó, thường là bạo lực, không gặp cảnh rắc rối, nhờ tiếp tục đi học và tiếp tục trung học. Nhưng cũng có một kết quả bất ngờ. Từ năm 2008, 93% học sinh sắp tốt nghiệp trung học đã ra trường trong 4 năm và theo bậc đại học ở các trường như Dartmouth, Tulane, New York University. Người sáng lập dự án Harmony, bà Margaret Martin, nói một số học sinh cũng theo đuổi các bằng kỹ thuật. Như khoa học về thần kinh để chuẩn bị vào y khoa, xây dựng, kỹ thuật y học, nhân chủng học. Chúng tôi thậm chí còn có em được học bổng Fulbright nữa. Thật không ngờ. Không ngờ cho đến khi các nhà khảo cứu đặt những thiết bị cảm biến lên đầu các em và đo lường phản ứng của các em với âm thanh, trước và sau khi học nhạc trong dự án Harmony. Nhà khoa học thần kinh Nina Kraus nói, họ nhận thấy trẻ em nghèo xử lý âm thanh khác với các bạn đồng khóa khá giả hơn. Bà Kraus nói chuyện với đài VOA qua Skype. We found that the neural signature for... Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu thần kinh của sự nghèo khó là trẻ em xử lý chi tiết các âm thanh kém chính xác hơn. Nhưng khi chúng bắt đầu học nhạc, thì có một sự thay đổi nào đó sau 2 năm. Vì thế, chúng tôi có thể xác định rằng trẻ em tham gia vào các lớp học nhạc có các hệ thống thần kinh phản ứng lại với những âm thanh trong lời nói một cách chính xác hơn. Có một tác động về liều lượng, vì thế trẻ em dành nhiều giờ tham gia vào các lớp học nhạc hơn là những em chứng tỏ có tiến bộ nhiều nhất. Bà Kraus nói mài dũa thêm cách chúng xử lý âm thanh là điều quan trọng cho việc học hỏi và thông tin liên lạc. Nếu chúng ta muốn tỏ ra nghiêm túc về việc thu hẹp khoảng cách biệt về thành tích tại các trường học ở Hoa Kỳ giữa những em học sinh giàu và nghèo, chúng ta sẽ đưa các chương trình học các nhạc cụ vào mọi trường tiểu học, từ lớp mẫu giáo đến lớp 5. Bà Nina Kraus nói cuộc khảo cứu của bà với dự án Harmony chỉ khảo cứu một nhóm nhỏ các học sinh. Chúng tôi nói về con số khoảng 100 ở đây, 100 ở đó. Đây là các cuộc khảo cứu có quy mô tương đối nhỏ. Bà mong muốn các nhà khảo cứu khác mở rộng cuộc khảo cứu đến hàng ngàn học sinh ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng nhiều người trong số các nhạc sĩ trẻ thuộc dự án Harmony cho rằng họ là những bằng chứng sống cho thấy âm nhạc giúp họ cải thiện thành tích học tập. Sau dự án Harmony, tôi tìm ra được một sự hiểu biết mới, đến lớp tham gia, có đầu óc cởi mở, các cuộc thảo luận, nói chuyện với giáo viên của tôi, giao tiếp. Toán học dường như dễ hơn vì các nhịp điệu, dễ đếm hơn, dễ tính toán hơn. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy một số tiến bộ về âm nhạc. Thành quả của em Karina khiến mẹ em rất hãnh diện. Tôi thích lắm, tôi rất mừng cháu được theo lớp nhạc này. Đối với em Reyes và các học sinh khác ở đây, chúng không những chơi nhạc để đạt thành tích tốt hơn ở trường. Chúng còn đến đây bởi vì yêu thích các nhạc cụ và tình bạn hình thành qua âm nhạc. Thank you.